Đáng yêu thứ nhất, những trạm xe buýt độc lạ khiến ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười. Lại là Trung Khánh với những điều độc lạ nhất Trung Quốc. Sau những con đường lòng vòng thì mới đây, mạng xã hội xứ Tỷ Dân đang lan truyền hình ảnh về nhiều các trạm xe buýt có 102 ở Trung Khánh. Nằm trên đường Nhạc Thành, trạm xe buýt được thiết kế hình những chiếc ghế. Giữa hai ghế lớn có hơn chục ghế nhỏ dành cho người đi đường ngồi nghỉ khi chờ xe buýt. Trạm dừng tiếp theo được gọi với cái tên hành lý bởi trạm được cấu thành từ hai chiếc vali và một tấm sắt đặt bên trên. Trụ của một trạm xe buýt còn được nhân cách hóa khi mà đi giày với nhiều kiểu dáng khác nhau trông vô cùng vui mắt. Một trạm xe buýt khác là tượng một đứa trẻ có kích thước khổng lồ đang cúi xuống đất với những khoảng trống nhỏ có thể che nắng, che mưa cho những hành khách đứng chờ xe buýt. Thậm chí một trạm xe buýt với phong cách thiên nhiên còn được tạo hình từ những phiến đá. Được rồi đấy. Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, các thiết kế độc lạ đã nhận được không ít cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Một người cho biết, thiết kế này rất sáng tạo, nhìn thấy những điều này thì giúp chúng ta cải thiện tâm trạng ngay lập tức, tự nhiên cũng thấy yêu đời hơn. Có người khác thì cho rằng, các thành phố khác thì đều có trạm xe buýt dập khuôn và đồng nhất. Những ý tưởng xây dựng đô thị như vậy thực sự rất đáng để phát huy. Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ cùng TVTrends cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé! Take my hand.